Tuần vừa rồi, hai ứng viên Nguyễn Thị Thủy Tiên và Chu Thế Công đã có những phần thể hiện vô cùng gay cấn trong vòng đối mặt với chủ đề Tiền có mua được hạnh phúc không? Không chỉ hai ứng viên mà các sếp cũng hào hứng tranh luận và đưa ra nhiều góc nhìn thú vị. Không phải là hạnh phúc của anh. Có mua được hay không? Mua được một chút hạnh phúc. Rất nhiều tiền bạn mua được nhiều xíu. Tiền thì không thể mua được hạnh phúc. Chị Lưu Nga khẳng định là tiền mua được hạnh phúc. Em cần 12 triệu. Đấy, các sếp biết cách trả lương rồi đúng không? Vậy trong tuần này, ai sẽ là người được các sếp lựa chọn bước vào vòng chinh phục? Thành Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Cơ hội cho ai? Who Chance? Mùa thứ tư. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi đã quay trở lại với các quý vị khán giả cũng như các ứng viên ở mùa thứ tư với rất nhiều những điều đặc biệt và thay đổi làm cho chương trình hấp dẫn hơn cũng như mở ra nhiều cơ hội hơn cho các ứng viên và các sếp trong mỗi chương trình của chúng tôi. Mỗi sớm mai thức dậy, chúng tôi luôn tỉnh thức hiện thực giấc mơ phụng sự cho 1 triệu tổ ấm. Thắng Lợi Group hướng đến là một tập đoàn kinh tế đa ngành với sứ mệnh vì một cuộc sống hạnh phúc hơn bằng phương tiện tạo ra những sản phẩm nâng cấp sống. Chúng tôi không chỉ xây dựng các ngôi nhà mà chúng tôi tạo ra tổ ấm. Chúng tôi không chỉ phát triển đô thị mà chúng tôi kiến tạo tương lai. Chúng tôi mong muốn kết duyên với các đồng nghiệp có nghề, có sứ mệnh và có những gen người thắng lợi để cùng nhau phát triển địa phương, phụng sự đất nước vì một cuộc sống hạnh phúc hơn. Năm 2022, Ellie vinh dự nhận giải thưởng nhà bán lẻ thời trang châu Á. Chúng tôi đang chuẩn bị những bước đầu tiên để tham gia vào thị trường quốc tế. Thành công lớn nhất là giữ được toàn vẹn bản sắc Việt nhưng lại hấp thụ hoàn toàn công nghệ Nhật Bản, đưa công ty trở thành một thương hiệu thời trang Việt Nam cao cấp bậc nhất châu Á. Sức mạnh và tiềm năng của công ty không phụ thuộc vào những con số hay nhà xưởng mà nằm ở chính con người. Tôi là một người sếp tự thân và rất cảm xúc. Tôi dễ dàng nhận ra và đồng cảm với các ứng viên có nghị lực từ sâu bên trong. Tôi không đặt ra nguyên tắc cụ thể nào. Tôi không thích nói nhiều mà thích làm nhiều. Đối với Bảo Ngọc thì nét văn hóa chính là sáng tạo những giá trị mới trong công việc để nhân viên có thể phát triển trở thành các chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo cấp cao. Có hai yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn một ứng viên: thái độ và tốc độ. Với tôi thì trong công việc thì làm hết sức và ngoài công việc thì cũng chơi hết mình. Tôi có sở thích đi bộ, làm thơ, đọc sách cũng như là thưởng thức âm nhạc. Chúng tôi đặt cho mình vai trò, sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới nhất trên thế giới. Ngày hôm nay, thế hệ Z và tất cả các bạn cần phải có 4 phẩm chất. Đấy là tư duy, phản biện, độc lập. Điều thứ hai là phải có khả năng tự học, lifelong learning, học tập suốt đời. Điều thứ ba là các bạn phải có một phong cách sống khác biệt. Và thứ tư, hãy nhớ rằng tiếng Anh là ngôn ngữ để làm việc và ngôn ngữ để sống, không là ngoại ngữ nữa. Triết lý kinh doanh và sứ mệnh công ty Dan Food rất đơn giản: mang những sản phẩm gia vị sạch vùng miền đến với những người tiêu dùng trên cả nước và cả ra nước ngoài. Để tham gia chương trình Cơ hội cho ai, và mình cũng muốn mang đến cho các bạn trẻ một cái cơ hội làm việc. Công ty mình rất cần những bạn chăm chỉ, năng động, khát khao cùng mang cái gia vị vùng miền sạch Việt Nam ra thế giới. Mình nghĩ đối với các ứng viên thì mình thích nhất là cái tính trung thực, chăm chỉ và tất nhiên có cả sự thông minh, đấy là những quan trọng nhất, còn kỹ năng thì có thể học sau. Thì
Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình tuần này, chúng ta gặp gỡ lại hai ứng viên rất cân tài cân sức, đó chính là Nguyễn Thị Thủy Tiên và Chu Thế Công. Họ đã đối mặt với nhau ở vòng 1 với chủ đề có thể nói là mang tính gợi mở và tranh luận rất cao: tiền có mua được hạnh phúc hay không? Không chỉ đến từ hai ứng viên mà đến từ các sếp ngồi ở dưới và ngay cả tôi cũng vậy. Mỗi người một quan điểm, chúng ta sẽ không có đúng sai ở đây, mà chúng ta chỉ có sự đồng cảm hay không đồng cảm mà thôi. Và ở tuần trước, các sếp đã đưa ra quyết định với những lá phiếu của mình dành cho người đi tiếp. Và người đi tiếp sẽ có ít nhất là 3 phiếu. Hãy cùng xem kết quả cuối cùng là thế nào. Vâng, người đi tiếp đó là Chu Thế Công với 3/5 phiếu, và Thủy Tiên là người sẽ dừng bước khi chỉ có được 2 phiếu mà thôi. Thật hơi tiếc. Và tuần trước anh về anh có xem lại mùa 1 anh thấy em. Có đúng không? Dạ. Có đúng là em không? Dạ. À, vậy là đây là lần thứ 2 em đến với Cơ Hội Cho Hai. Vậy thì tại sao em lại quay trở lại với chương trình? Và anh nhớ là ở lần đầu tiên em cũng đã có một công việc. Nào, hãy chia sẻ một chút. Cái điều em thật sự muốn đó là tìm ra công việc duy nhất và cuộc đời duy nhất của mình. Đó là lý do em đã đi theo yoga và thiền. Mình thật sự hạnh phúc ở cái chỗ mà mình biết cái ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, và mình có cái công việc mà mình kết nối rất là chặt chẽ với nó. Và có một cái công việc mình làm nó không lấy đi năng lượng của mình mà nó còn cho năng lượng cho mình nữa. Và đó là lý do tại sao em đến với Cơ Hội Cho Ai mùa 4, để có thể chứng minh cho mọi người có tồn tại một cái thứ như thế, một cái thứ gọi là công việc ikigai, một công việc mà mình giỏi, mình thích, xã hội cần và có người trả tiền cho mình. Đâu đó có thể anh với em có cùng một con đường và một tư duy, cái mà chúng ta tìm về là ở bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Nhưng em hãy nhớ rằng trên một hành trình tỉnh thức đó là một hành trình không đơn giản đâu, rất khó đấy và nhiều chông gai, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được những người có đồng quan điểm với chúng ta và những người có cùng trải nghiệm với chúng ta. Anh chỉ nói rằng hãy hạnh phúc với chính mình, với những gì mình đã tìm ra, với những người xung quanh, hãy làm những việc thật tốt để kết nối với họ, nhưng hãy để mọi thứ thật tự nhiên. Cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh Công. Em cảm ơn các sếp ạ. Tiên ạ, anh muốn em trở lại sân khấu ạ. Tiên ạ. Tiên ơi, vẫn quay lại kìa. Tiên ơi, quay lại. Em chưa được về. Em chưa được về. Bởi vì vẫn có người muốn em ở lại để nói điều gì đó. Tập đoàn của tụi anh á, có một cái ủy ban hạnh phúc. Và anh đang tìm kiếm và đã tìm kiếm 6 tháng nay cho vị trí là trưởng phòng hạnh phúc. Và ở tập đoàn của tụi anh có một cái phòng gọi là phòng Happy Room. Bất kể nhân sự nào có vấn đề gì khúc mắc trong cuộc sống, sẵn sàng đặt lịch để gặp Mr. Hạnh Phúc để được định hướng và tìm ra con đường. Và thực sự anh rất cảm động và xúc động khi chương trình đã mang chúng ta đến với nhau. Và anh mong gặp lại em sớm nhất có thể. Cảm ơn chương trình và cảm ơn em. Em đã thấy luật hấp dẫn chưa? Anh cũng rưng rưng với em đấy. Chúc mừng em và chúc mừng cả thắng lợi group nữa. Tuyệt vời ạ. Đúng không? Hãy đến với Xem Quyền đấy ạ. Anh tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng em xuất hiện ở chương trình Cơ Hội Cho Ai. Không bao giờ em xuất hiện nữa đâu, bởi vì em đã tìm được đúng công việc và con đường của mình rồi. Chúc mừng Thủy Tiên một lần nữa. Bạn có một năng lượng rất lớn, một năng lượng khát khao, một năng lượng muốn thể hiện mình. Và năng lượng đó phải lớn hơn nữa, bởi vì ngay bây giờ sẽ là những thử thách lớn hơn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến vào vòng 2 của chương trình được mang tên Chinh Phục. Quý vị khán giả đang quay trở lại với Cơ Hội Cho Ai Who Chance mùa thứ 4. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mức lương kỳ vọng của ứng viên. Xin mời. Con số đã được nhập vào và gửi về hệ thống của chúng tôi. Bây giờ là lúc ứng viên sẽ chinh phục các sếp bằng kiến thức và trải nghiệm của mình. Xin mời bạn. Cái lời cảm ơn với bố mẹ thực sự là chưa bao giờ em phải nói ra được. Em thì xuất thân từ một con nhà nông. Tại vì năm 1984 em sinh được 2 tháng là em đã theo ba mẹ vào trong Gia Lai lập nghiệp. Thời điểm năm 84 thì cuộc sống rất là cực khổ. Ba mẹ em đi kinh tế mới. Công việc của ba mẹ em mức lương rất là nhỏ bé, nhưng mà đã cho bọn em những nghị lực nuôi ba anh em em ăn học cho tới đại học. Người truyền cảm hứng cho em lớn nhất đó là ba mẹ, và đã cho em được cuộc sống. Qua chương trình này thì em
có một lời nói là con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều đã nuôi con ăn học và trưởng thành cho đến bây giờ. Em cảm ơn. Từ khi ra trường em làm rất là nhiều nghề. Ban ngày em đi làm, buổi tối em bưng bê nhà hàng khách sạn. Tức là trong một tuần làm việc không lúc nào em nghỉ. Tức em có biết thêm một ngoại ngữ là tiếng Hoa để em buổi tối em có đi dạy thêm. Sau 3 năm làm việc, tất cả những cái về nội quy lao động, thỏa ước lao động, chính sách của người nước ngoài, giấy tờ liên quan đến pháp lý của công ty Trung Quốc là một mình em là kiêm nhiệm hết. Tại vì dưới em là chỉ có một bạn và trên em là có là giám đốc nhân sự. Từ thời điểm đó, từ 2013 cho đến hết 2021 là em là vị trí là trưởng phòng nhân sự của một công ty của Singapore. Công ty đó thì quy mô nó vừa và nhỏ. Với vị trí là đang là trưởng phòng nhân sự, em có thể chấp nhận trở thành một nhân viên của các sếp ở đây, có thể là bắt đầu làm lại từ đầu để em có thể học hỏi được nhiều về kiến thức, kinh nghiệm của các sếp. Vâng, em cảm ơn. Bạn nói nốt tại sao bạn làm ấy rất lâu bạn lại chuyển sang công ty khác, vì lý do vì sao? Gần đây nhất là em cống hiến được gần 9 năm. Công ty của em làm nó chiếm 70% là hàng xuất khẩu. Ở trong thời điểm dịch Covid là tất cả các mặt hàng xuất khẩu đóng băng, 100% đóng băng, chỉ còn 30% là sản xuất, tức là kinh doanh trong nước. Tại vì bên em là sản xuất về nước giải khát, sản lượng và doanh số không đạt được, mà công ty chuyển đổi tất cả từ cái quy trình sản xuất, rồi những cái mặt hàng sản phẩm công ty đang bắt đầu hướng ra về gia công, cho nên cái quy mô là từ trưởng phòng nhân sự cho tới các nhân viên phòng ban hầu như là đều tìm hướng đi mới cho bản thân. Thực sự khi mà ra đi thực sự là rất là nuối tiếc, nhưng mà vì cái công việc và định hướng trong tương lai nghề nghiệp của mình thì em phải chấp nhận ngậm ngùi để kết thúc ở đơn vị đó. Còn công ty gần nhất? Theo là công ty về sản xuất gỗ, 100% là hàng xuất khẩu. Bây giờ bên này là công ty của Việt Nam. Tới đây họ liên doanh với một công ty của tập đoàn của Trung Quốc. Thì cái vị trí là giám đốc điều hành ở đó, họ về họ thay đổi cơ cấu, họ đưa hết nhân lực của đơn vị khác đưa sang bên này. Thì trong thời gian làm việc thì hai bên tức là chưa có hài hòa phù hợp, từ em xin kết thúc bên đó. Ngoài cái công việc hành chính nhân sự ra thì em có cái nghề tay trái đó là dạy thêm, và ngoài ra đặc biệt nữa là làm về bất động sản. Thứ bảy chủ nhật em kết hợp cộng tác với một số công ty bất động sản thì em gọi là làm nhân viên gọi là sale tự do. Nghề bất động sản tay trái, em đầu quân về trên xếp quyền, em có cả tay phải nữa, làm cả hai tay từ thứ hai đến chủ nhật bất động sản, đúng không? Nhưng mà khi mà đã xác định một công ty nào đó xin vào một môi trường làm việc đó thì em phải cống hiến hết 200% chứ không phải là 100% sức lực cho công ty nữa. Công ty anh thì chuyên làm về đầu tư M&A. Dạ. Em biết rồi, là mở rộng liên tục. Hàng năm bên anh đều tăng nhân lực khoảng từ 30 đến 50% cái mức tối thiểu. Thì nếu được về công ty anh thì em sẽ làm như thế nào để em đáp ứng được cái nguồn nhân lực cho công ty đấy đó. Tại vì đến thời điểm này là do ảnh hưởng Covid-19 thì cái nguồn nhân lực hiện tại miền Trung, miền Bắc và miền Nam thực ra đang biến động rất là nhiều. Chúng ta phải định hướng là vì sao thiếu nhân lực và thiếu như thế nào và tìm định hướng nguồn nhân lực ở đâu. Thì với cái kinh nghiệm của em thì hiện tại là tất cả trên các trang truyền thông đại chúng, Zalo, Facebook và các trang tuyển dụng, tức là em là một người mạnh về mảng tuyển dụng và đào tạo. Muốn tuyển được một nhân tài và giữ nhân tài, đó là hai cái phạm trù khác nhau. Thì muốn giữ được nhân tài thì thứ nhất ta phải nói về chế độ chính sách của doanh nghiệp như thế nào và cách giữ người như thế nào để ứng viên làm việc cống hiến cho mình được lâu nhất. Phần trình bày của Thế Công cũng đã rất rõ ràng rồi. Tôi nghĩ là các sếp sẽ đưa ra các lựa chọn đèn dành cho ứng viên của chúng tôi. Vâng, như vậy là chúng ta đã có hai đèn xanh đủ điều kiện để ứng viên đến với vòng cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3, cơ hội cho ai, Who Chance, mùa thứ tư. Quý vị khán giả đang quay trở lại với vòng 3 của cơ hội cho ai, Who Chance, mùa thứ tư. Chúng ta có hai đèn xanh đến từ vị trí của hai sếp, sếp Trung Dũng và sếp Lưu Nga. Chúng tôi xin được mời hai sếp sẽ đưa ra trước những cái offer dành cho vị trí và lương cho ứng viên Thế Công của chúng tôi ạ. Chị thấy là cái kinh nghiệm của em về nhân sự là có, và em cũng là một người rất là điềm đạm và có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài rồi. Thì chị nghĩ là em rất là hiểu cái hệ thống nhân sự của một cái công ty mà hoạt động theo cái luật Việt Nam và luật nước ngoài. Chị nghĩ rằng là với cái kinh nghiệm đấy thì nó rất là phù hợp với Ellie. Em có thể phụ trách nhân sự ở một cái chi nhánh với một cái mức thu nhập khá là tương đồng với cái mong muốn của em. Trong cái giai đoạn đầu thử việc ấy thì mình nghĩ mình offer cho bạn cái vị trí trưởng nhóm nhân sự. Dạ. Mức lương độ khoảng giữa 20 triệu 30 triệu, và nếu bạn qua được cái giai đoạn thử việc bạn lên trưởng phòng nhân sự thì mức lương nó sẽ tăng thêm 10 triệu nữa. Còn nếu mà bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ bạn lên giám đốc nhân sự thì mức lương còn cao nữa. Đấy là phụ thuộc vào bạn.
Dạ, vâng, em cảm ơn sếp. Vâng, những vị trí có thể nói là đáng mơ ước, và hơn hết là nó có một lộ trình để phát triển nếu bạn thực sự xứng đáng và xứng tầm. Bây giờ chúng tôi xin được mời sếp Lưu Nga và sếp Trung Dũng ạ, hãy đưa ra những con số dành cho mức lương và những con chữ dành cho vị trí. Kết quả đã có. Và bây giờ chúng tôi xin được mời ứng viên hãy đứng cạnh tôi. Chúng ta sẽ cùng mở mức lương kỳ vọng mà ứng viên đã nhập ở vòng 2 để xem nó là con số bao nhiêu. Xin mời. $25 triệu. Phải nói rằng các sếp có những cái con mắt rất là tinh tường về nhìn người cũng như nhận định về mức lương. Sếp Trung Dũng nói là anh sẽ có một cái mức lương cho em dao động ở đâu đó từ 20 đến 30 triệu. Thì đúng ở giữa luôn sếp ạ. Phải nói là các sếp tinh tường quá. Thỏa thuận mà các sếp đưa ra đó là vâng, đúng luôn. Đúng luôn 100%. Vị trí trưởng nhóm nhân sự mức lương 25 triệu đồng. Xin được chúc mừng, bạn đã có cơ hội đầu tiên. Bây giờ hãy cùng xem sếp Lưu Nga. Vị trí phụ trách nhân sự mức lương 30 triệu đồng. Xin được chúc mừng bạn. Các sếp tỉnh lắm. Nói chung là tỉnh lắm. Chuẩn xác với mong muốn của ứng viên. Bạn có hai cơ hội. Bây giờ bạn lại tiến ra kia. Hỏi kỹ một lần nữa về hai sếp đã chọn mình. Em muốn xin hỏi sếp Lưu Nga trước ạ. Cái vị trí như là sếp offer thì cái sự thăng tiến thì trong 3 năm và 5 năm tới là sẽ như thế nào ạ? Hiện tại bây giờ chị đang có những vị trí là giám đốc nhân sự. Nếu em làm việc ở Sài Gòn thì em sẽ phụ trách một cái chi nhánh, một cái miền, hoặc là em sẽ phụ trách một cái bộ phận nào đó. Dạ. Bởi vì nhân sự ở bên chị rất là đông. Dạ vâng, em cảm ơn sếp Lưu Nga. Sếp Dũng thì em muốn hỏi sếp là cái định hướng này, tức là làm việc chi nhánh hay làm việc trực tiếp ở công ty của sếp ạ? Làm việc trực tiếp công ty. Dạ. Nếu bạn chứng minh được cái thực lực của bạn thì bạn sẽ được lên trưởng phòng nhân sự. Thì cái dạ, mức lương của bạn nó sẽ nằm giữa 30 và 40 triệu. Dạ. Thế còn nếu mà bạn giỏi, bạn lên giám đốc nhân sự thì mức lương nó sẽ tăng nữa. Dạ vâng, em cảm ơn sếp ạ. Và chúng tôi muốn hỏi rằng bạn đã cảm thấy thỏa mãn với những cái thỏa thuận của các sếp đưa ra chưa? Dạ, với cái kinh nghiệm và năng lực của bản thân và với cái đánh giá về cái kinh nghiệm của em thì thực sự em rất là thuyết phục. Vậy thì bạn không cần tính quyền thương lượng nữa. Dạ đúng rồi. Bây giờ sẽ là lựa chọn của bạn. Bạn lựa chọn sếp Lưu Nga hay sếp Trung Dũng? Cảm ơn sếp Lưu Nga và sếp Dũng. Em sẽ chọn về với sếp. Sếp Lưu Nga ạ. Vâng, như vậy là sếp Lưu Nga đã được lựa chọn. Vâng, một chiến thắng mà tôi nghĩ là nó chỉ nằm trong gang tấc thôi. Vì bạn Thế Công rất phân vân, cũng muốn về với sếp Trung Dũng chứ không phải là không. Và lần này thì sếp Lưu Nga đã chiến thắng. Vâng, sếp Lưu Nga đã chiến thắng. Chúng ta cùng đến với nghi thức quan trọng trong chương trình. Nghi thức ký kết thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ứng viên người lao động. Xin mời. Một nhân sự mà ở đó sẽ mang tới nhiều nhân sự tốt hơn nữa cho sếp Nga trong tương lai. Chúc cho sự hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp và nâng tầm doanh nghiệp cùng với ứng viên. Bây giờ là sự xuất hiện của cặp ứng viên tài năng Lưu Cẩm Văn và Võ Nguyễn Ngọc Thủy. Hai ứng viên đều có những thành tích nổi bật trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng. Lưu Cẩm Văn từng làm việc và tiếp xúc với các nền văn hóa đa quốc gia, sẽ đối đầu như thế nào với Võ Nguyễn Ngọc Thủy, một người gắn bó lâu năm trong môi trường Nhật Bản? Họ sẽ tranh biện với nhau qua chủ đề: bạn có ủng hộ văn hóa coi công ty như một gia đình? Xem văn hóa công ty là một gia đình là em hoàn toàn ủng hộ. Riêng bản thân em sẽ không ủng hộ văn hóa gia đình. Công ty phải như là một đội bóng. Ai sẽ bước vào vòng chinh phục để nhận được những mức lương hấp dẫn từ các sếp? Hãy cùng đón xem. Chúng ta cùng đến với cặp ứng viên tiếp theo.
Lưu Cẩm Văn, 33 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị du lịch, nhà hàng và khách sạn tại Đại học Văn Hiến. Hơn 9 năm kinh nghiệm, làm việc đa vị trí, đa cấp bậc tại tập đoàn khách sạn 5 sao, đại sứ công ty và quản lý nhân sự kiêm trải nghiệm khách hàng, nhân viên tiêu biểu năm 2015 và 2016, vinh danh tập đoàn tại Macau, Trung Quốc. Ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Trung, Philippines, Hàn, Nhật. Trong công việc, mình là một người rất là nghiêm túc. Ngoài công việc ra, thì mình có sở thích là nấu ăn. Thì hầu hết những khoảng thời gian mà được phép là mình tự nấu ăn cho bản thân mình và những người thân yêu dấu bên cạnh mình. Một cái câu slogan mình luôn luôn đặt cho cuộc sống của mình là everything possible if you put your heart to it. Và tất cả mọi thứ đều có thể nếu chúng ta muốn đạt được và muốn làm thì tất cả mọi thứ đều có thể. Võ Nguyễn Ngọc Thủy, 36 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại, trường Đại học Tài chính Marketing. Kinh nghiệm hơn 8 năm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng doanh nghiệp tại công ty Nhật, hơn 4 năm ở vị trí chuyên viên hành chính, là cầu nối giữa chi nhánh và văn phòng chính và chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan liên quan. Hơn 6 năm đồng hành cùng nhóm thiện nguyện, chuyên đến với bà con và trẻ em vùng sâu vùng xa. Mình là một người mẹ đơn thân có bé trai năm nay là 13 tuổi. Trong quá trình nuôi con có những cái giai đoạn cũng khó khăn đó, nhưng mà con trai mình là một người hiểu chuyện cho nên là mình như có một người bạn đồng hành trong cuộc đời vậy. Mình muốn tìm kiếm một cơ hội công việc mới. Thứ hai là muốn chia sẻ một chút về câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho những người phụ nữ đơn thân mà muốn thay đổi môi trường công việc nhưng nhiều sự lo sợ, thì hãy mạnh dạn bước ra khỏi cái vùng an toàn đó. Trên tay ứng viên Lưu Cẩm Văn, tôi thấy bạn ấy đang cầm một cái gì đó, bạn ấy giới thiệu. Vâng, đầu tiên thì em xin phép chào năm sếp anh Thành Trung và tất cả khán giả đang xem chương trình Cơ hội cho ai. Thì trước khi đến với phần giới thiệu bản thân, em hôm nay có chuẩn bị một món chè khá đặc biệt do chính tay em tự nấu. Đây là một món chè mà thời xa xưa chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu và các cung tần quý phi mới được ăn cái món chè này để bổ phế, trị ho, thanh nhiệt, giải độc, và quan trọng nhất mà em tin chắc rằng các chị em phụ nữ sẽ rất là thích, đó là dưỡng nhan. Vâng, đây là món chè đu đủ tiềm yến. Cái bát và cái thìa này cũng là của bà em để lại, là một kỷ vật với tuổi thọ gần một thế kỷ. Em xin phép được mời các sếp ạ. Úi dồi, cẩn thận cái bát nhá. Trời ơi, cái bát mà làm sao là sót lắm đấy. Chè yến này là có giá trị vô cùng ấy. Ăn xong nhớ trả lại bát. Một tuần mình chỉ cần ăn 2 đến 3 lần thôi, trong vòng 2 đến 3 tháng tùy cơ địa mỗi người thì sẽ có kết quả rõ rệt. Wow. Em ơi, anh làm kinh doanh mà. Thế bát chè này bao tiền? Bát chè này là vô giá anh, tại vì em nấu từ cái tâm. Quan trọng là cái chè này ăn trong cái bát một thế kỷ thì cái nó lại càng vô giá đây này. Thì em tin chắc rằng các sếp khi mà mình nhìn vào món ăn thì trước tiên là mình sẽ ăn bằng mắt trước, đúng không ạ? Thì các sếp nhìn các món chè của em nấu, các sếp thể hiểu được là cái tâm huyết của em đặt vào như thế nào. Và bây giờ thì anh sẽ dành thời gian để các bạn giới thiệu về mình. Em tên là Võ Nguyễn Ngọc Thủy. Thì đối với các bạn trẻ, việc tìm kiếm một cơ hội đã khó rồi. Thì đối với em, ở trong vùng an toàn rất là lâu rồi, nhưng mà vẫn muốn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn ấy để tìm kiếm một cơ hội mới. Bởi vì em tin chỉ khi nào mình dám hành động, mình dám thay đổi thì chắc chắn mình sẽ có cơ hội phù hợp. Và khi đến với Cơ hội cho ai, em tìm kiếm công việc liên quan đến trải nghiệm chăm sóc khách hàng. Em mong muốn tìm được cơ hội việc làm để có thể phát triển được các kỹ năng của bản thân và gắn kết lâu dài với công ty. Thì em tin rằng với những điều như vậy, việc các sếp chọn em về chắc chắn sẽ không hối tiếc đâu ạ. Em xin cảm ơn. Em tên là Lưu Cẩm Văn. Bản thân em thì có kinh nghiệm hơn 9 năm trong ngành dịch vụ khách hàng, hơn 4 năm làm việc tại môi trường quốc tế và 5 năm làm việc tại môi trường Việt Nam, bao gồm các tỉnh miền Bắc và Nam Bộ. Và em tin chắc rằng tất cả các sản phẩm của các sếp ở đây, khi mà mình tạo ra, dù cho là hiện hình hoặc là vô hình đi chăng nữa, thì cũng đều nhắm tới mục tiêu chung, đó là khách hàng.
Dạ vâng, đó cũng là lý do tại sao em đến đây với chương trình Cơ hội cho ai. Em mong muốn em có thể tìm một chức vụ quản lý cấp cao. Nếu các sếp muốn doanh nghiệp mình không ngừng nâng cao dịch vụ và phát triển đa quốc gia thì em sẽ là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Em xin hết ạ. Và bây giờ, hai ứng viên của chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của vòng đối mặt. Chủ đề số 2. Bạn có ủng hộ văn hóa coi công ty như một gia đình? Hệ thống ánh sáng sẽ lựa chọn ngẫu nhiên người sẽ trả lời trước ở chủ đề này. Xin mời hệ thống ánh sáng. Như vậy là Ngọc Thủy sẽ là người trình bày trước. Mời bạn. Bởi vì gia đình là nơi yêu thương, nơi mọi người gắn kết, đóng góp với nhau. Và công ty không thể phát triển nếu như không có sự đoàn kết, đóng góp của nhân viên. Và khi nói tới tinh thần đoàn kết thì chúng ta sẽ nhớ tới tinh thần của nước Nhật. Cũng chính vì sự đoàn kết này mà nước Nhật đã vực dậy nền kinh tế và trở thành cường quốc. Do đó, xem văn hóa công ty là một gia đình là em hoàn toàn ủng hộ. Bởi vì chỉ có như vậy, nhân viên mới toàn tâm toàn ý đóng góp cho sự phát triển bền vững của công ty ạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi phản biện của Cẩm Văn. Người Nhật thì thực sự họ rất là hiếu khách và họ rất là lịch sự lễ phép. Nhưng Thủy có thể chia sẻ nhiều hơn về cái tiêu chuẩn làm việc ở một công ty quy mô theo kiểu gia đình, văn hóa theo kiểu gia đình là như thế nào không? Như có một lần công ty em có một sự trục trặc trong cái việc giao hàng thì chỉ là tình cờ thôi, trong số lượng giữa 1%, nhưng mà sếp sẵn sàng dừng lại và không giao hàng. Sếp em nói rằng nếu một sản phẩm lỗi đi ra ngoài thị trường, nếu khách hàng vô tình đụng sản phẩm đó thì người ta sẽ không coi 99% còn lại, người ta chỉ đánh giá 1% đó thôi. Cho nên khi bạn làm cái gì, bạn phải trách nhiệm với cái việc mình làm, nếu đã thấy sai thì phải sửa. Đồng thời, sếp lại là người đã cầm tay chỉ việc chỉ cho em rằng ở trong quá trình mình làm việc như thế nào, cách chào hỏi như thế nào, tạo cho em cảm giác đây không phải là môi trường làm việc của mình mà đây là cái nhà của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày của Cẩm Văn. Theo quan điểm cá nhân của em thì tùy vào quy mô của một doanh nghiệp tổ chức thì sẽ có văn hóa khác nhau. Riêng bản thân em sẽ không ủng hộ văn hóa gia đình. Em làm việc tại một môi trường quốc tế chuyên nghiệp thì ở đây nó sẽ thể hiện tinh thần teamwork, tinh thần đồng đội, tinh thần đào tạo cho nhân viên để nhân viên làm như nào đạt được kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp. Còn ở đây em không ủng hộ là vì sao? Vì mặt trái của cái việc mà coi văn hóa công ty như văn hóa gia đình thì nhiều lúc mình đối xử tốt với nhân viên quá trong một tình huống nào đó thì các bạn sẽ ỷ lại vào cái vấn đề đó. Em xin hết ạ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi phản biện của Ngọc Thủy. Đối với anh, ngay cả ở công ty lớn, chẳng hạn như ở Google chẳng hạn, thì họ cũng làm việc teamwork, thì teamwork cũng là một sự gắn kết vậy. Vậy thì cái văn hóa gia đình thực ra nó chỉ là một cách hiểu khác thôi, nó cũng vẫn là teamwork, vẫn là làm việc nhóm với nhau. Vậy thì nó có mâu thuẫn gì không anh? Tại vì một công ty quốc tế và chuyên nghiệp thì trước khi bước vào, họ sẽ có một cái gọi là cốt lõi công ty và văn hóa công ty, thì họ sẽ truyền tải những thông tin đó cũng như là những cái tiêu chuẩn của công ty. Thủy vừa chia sẻ Thủy ủng hộ văn hóa gia đình thì Văn không đồng ý lắm. Kể cả bản thân Văn đi chăng nữa, Văn không làm việc cùng với người nhà hoặc bạn bè, tại vì nó sẽ rất là dễ xảy ra xích mích và mất đi cái tình thương, tình cảm bạn bè đó. Mình xin hết. Như vậy là các bạn ấy đã xong phần tranh biện của mình. Chúng tôi xin được mời các câu hỏi từ phía các sếp dành cho hai ứng viên. Tôi nói như này nhé, công ty như một gia đình nghe rất là dễ thương, và các sếp thỉnh thoảng hay dùng cái bài đấy để nói chuyện với nhân viên. Nhưng mà đấy chỉ gia đình cho những đứa con ngoan thôi. Gia đình giống như bàn tay, có ngón dài ngón ngắn. Nếu mà chẳng may có đứa phạm lỗi thì ở trong gia đình chúng ta vẫn phải bảo vệ, vẫn phải nuôi nó. Bởi vì đã là gia đình, không đuổi được đứa đấy ra khỏi nhà, và cũng không ai đuổi cả, vẫn chăm lo mọi chuyện. Thế nhưng công ty phải như là một đội bóng, từ chủ tịch cho đến anh xách nước, anh tiền đạo, anh hậu vệ, ai cũng phải phấn đấu hết mình mỗi trận đấu để giữ được vị trí của mình. Ronaldo có đá hay bao nhiêu, 3 trận không ghi bàn xuống làm dự bị. Vì vậy công ty cần phải như đội bóng chứ không phải như gia đình. Em phản biện lại. Hồi nãy anh Văn cũng có nói là tùy theo quy mô nữa, gia đình cũng sẽ có những cái văn hóa gia đình riêng, có những văn hóa là cho roi cho vọt chẳng hạn, hoặc là văn hóa nuông chiều. Thì ở đây em đang theo hướng là nếu như hư thì sẵn sàng mình bỏ, cái đó còn ảnh hưởng bởi cái tầm nhìn của bên lãnh đạo nữa. Và đối với em thì văn hóa doanh nghiệp hay văn hóa công ty nó cũng sẽ đều có những cái cấp bậc khác như vậy ạ. Tranh luận là để hiểu rõ ý nhau thôi chứ không phải để đúng sai. Dạ vâng, chị rất là đồng ý với Lưu Cẩm Văn.
về cái cách nhìn nhận rằng là văn hóa công ty để hiệu quả thì chúng ta nên có cái cách làm việc nhóm và làm việc theo một cái nguyên tắc có trên có dưới rất là rõ ràng. Nhưng mà văn hóa gia đình đó là chỉ thể hiện một cái sự tôn trọng lẫn nhau, một cái sự coi trọng lẫn nhau và yêu thương lẫn nhau ở trong công ty thôi. Cái điều đó người Nhật làm rất tốt. Em đã làm với những cái dịch vụ là 5 sao và đến 6 sao. Em có nghĩ rằng cái chất lượng dịch vụ đấy nó có thể đưa vào những cái ngành nghề thông thường hay không? Và cụ thể ở đây là bất động sản hay không? Cái việc mà chuyển về ngành đó, đối với em nó không có khó khăn. Và em tin chắc rằng bản thân em có tầm nhìn. Tùy vào mức độ và quy mô của công ty và đối tượng khách hàng của anh, giả sử công ty Thắng Lợi của anh Quyền, đối tượng khách anh đang nhắm là giàu hoặc siêu giàu, thì em sẽ có những cái kế hoạch thích hợp cho từng đối tượng, kể cả là khách quốc tế luôn ạ. Cảm ơn em. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần bình chọn của các sếp để lựa chọn ứng viên đi tiếp. Xin mời các sếp. Và bây giờ sẽ là kết quả, hãy cùng xem ứng viên nào sẽ có ít nhất là 3 phiếu để đi tiếp. Xin mời. Vâng, với 4 trên 5 phiếu, người đi tiếp là Lưu Cẩm Văn và người dừng lại là Võ Nguyễn Ngọc Thủy. Hôm nay dừng lại ở đây, em thấy rằng mình học được điều gì? Đối với em, công ty Nhật là công ty đầu tiên, là người sếp đó đối với em vẫn có một sự ảnh hưởng rất là lớn và em... Có sao thì em nói như vậy, là em rất là tôn trọng sếp, sếp đã dạy cho em như thế. Em đã vượt qua được chính mình, em đứng ở đây và để cho con em thấy là em nói là em sẽ lên TV thì em sẽ lên được. Thực ra em nói không sai, dạ. Chẳng qua em chưa cắt được cái nghĩa ra thôi. Bởi vì là ở đây là coi văn hóa công ty như một gia đình, nó khác là coi văn hóa công ty như văn hóa gia đình. Đúng không? Nếu như văn hóa gia đình thì không được, thì nó sẽ quay lại cái lập luận của anh Tiến. Còn dạ. Em nói là coi văn hóa công ty như một gia đình, tức là mọi người đến cảm thấy làm việc rất là thân thiện, gần gũi nhau, nhưng mà trên một cái nguyên tắc của tổ chức. Anh nghĩ là có thể em chưa nói được hết cái nghĩa đây thôi, chứ anh hiểu được cái diễn đạt của em. Cái này quan điểm về mặt quản trị thôi. Nhưng mà bây giờ lại sẽ nói sang chuyện hoàn toàn khác. Khoảng 76 trong số 100 tập đoàn lớn nhất Nhật Bản là khách hàng của bọn anh. Và mỗi một ngày đều có những đoàn lớn của Nhật Bản sang Việt Nam, và đặc biệt là đến thành phố Hồ Chí Minh. Anh có lời mời là em có thể qua chỗ bọn anh xem thử là bọn anh làm việc thế nào. Và anh nghĩ rằng là sẽ phát huy được rất là nhiều điểm mạnh mà anh nhìn thấy ở em. Và tôi nghĩ rằng bạn hoàn toàn xứng đáng với cơ hội này. Hãy cố gắng nắm bắt lấy nó, bởi vì nó sẽ phát huy được tất cả những gì mà bạn đang có. Cảm ơn em rất nhiều. Tôi đã thấy Cẩm Văn đã sẵn sàng trên tay. Thực sự thì mình rất là khâm phục Thủy. Ở một vị trí là mẹ đơn thân thì mình rất là nể trọng kể tinh thần. Và đây coi như là một món quà chúc sức khỏe dành cho Thủy. Mời Thủy tuyệt vời. Và chúng tôi chỉ nói rằng một chàng trai nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm, lịch thiệp, kỹ càng, tinh tế như thế này đã tìm đến với Cơ Hội Cho Ai, chứng tỏ chương trình của chúng ta là một chương trình được rất rất nhiều những người lao động, môi trường có thể nói là ở đẳng cấp cao, xem, yêu mến và đến đây để thử sức. Cảm ơn bạn và chúc bạn sẽ thành công của những vòng tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2, chinh phục. Vượt qua vòng đối mặt với chiến thắng thuyết phục, vậy đến với vòng tiếp theo, ứng viên Lưu Cẩm Văn sẽ thể hiện tài năng gì để chinh phục được các sếp? Liệu phần trình diễn này có đủ ấn tượng và mang đến cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên Cẩm Văn hay không? Hãy cùng thưởng thức tiết mục này ngay sau đây. Giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây giăng kín.
bàn chân anh trên lối đi không thành, vẫn mưa đêm khuya buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hắng hiu bên ngoài sông thưa lắm. Khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, sống đầy tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa. Không biết là bạn là sinh ra lớn ở đâu? Em là gốc Hoa. Ở đấy, bởi vì khi mà anh nghe thấy em phát âm khi nói tiếng Việt thì ở đâu đó nghe là anh bảo có cảm giác như em là một cái người Việt nhưng mà gốc ở đâu đó. Vậy thì em nói được tiếng Hoa đúng không? Dạ đúng rồi, em nói lưu loát 4 kỹ năng luôn. Thế thì em nói mấy câu với cả sếp Tiến cho anh cái. Mà hát luôn một hai câu tiếng Hoa thì sếp Tiến thích tiếng Hoa lắm. Em sẽ hát một đoạn trong một bài và em tin chắc rằng chắc năm sếp ở đây cũng biết. Bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Thì chuẩn luôn. Nhiều anh quá nhiều, tua sơn quá nhiều, chỉ phân ni chỉ sang ni sang ni chỉ khăn ni khăn nguyện lắng tai biểu vô tư xin. Quá hay luôn, vỗ tay ạ. Đó đấy, sếp tiến thấy được chưa? Quá được đúng không? Bạn ấy nhập mức lương kỳ vọng của mình. Giờ chúng ta sẽ gửi đi. Rồi. Mời bạn. Mình hỏi bạn, Dead Food ý, là có 150 sản phẩm gia vị. Còn mình xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan. Thế mà mình nghĩ là bọn mình có những sản phẩm để đủ tiêu chuẩn cho các khách sạn 5 sao, resort 5 sao tại Việt Nam. Thì bạn nghĩ là cái mảng Horeca bạn có đảm đương được không? Em có kinh nghiệm hơn một năm ở vị trí đứng bếp tại một nhà hàng nổi tiếng quận 5. Nhà hàng cũng khá lâu đời, với tuổi đời trên 80 năm. Em khá rành về gia vị và em cũng có tìm hiểu sếp Dũng trước khi đến đây. Thì em có thể làm được ạ? Không nhận ở khách sạn 5 sao Việt Nam, kể cả sếp Dũng muốn phát triển đi quốc tế, đặc biệt hiện tại là trong khu vực Đông Nam Á, nhất là những khu vực mà nói tiếng Trung, thị trường họ sẽ rất là cao và em khá hiểu văn hóa của các quốc gia nói tiếng Trung. Cảm ơn. Hỏi em luôn thẳng thắn, em có nghĩ cái việc có thể là vẫn bay ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà sẽ phải thường xuyên bay qua Thượng Hải, bay qua Hồng Kông, Singapore, Kuala Lumpur để gặp những khách hàng thuộc loại cũng lại gọi top 100 doanh nghiệp ở châu Á? Làm việc base ở Hồ Chí Minh, Hà Nội em ok. Còn nếu đi công tác em rất là willing. Không, nhưng mà nó là thành 25 ngày một tháng đấy. Làm một nơi đúng không ạ? Đi công tác 25 ngày một tháng. Là mình vẫn được về nghỉ ngơi đúng không ạ? À vâng, tất nhiên rồi. À, thì bản thân em mang lại lợi ích cho công ty, cái giá trị của em được tỏa sáng thì em sẽ nhận. Và em sẽ cam kết là em sẽ làm khá là tốt cho thị trường Hồng Kông quốc tế và Kuala Lumpur. Lâu lắm rồi tôi mới thấy sếp Dũng vội như thế. Lâu lắm rồi là sếp Dũng đã phải ấn luôn rồi. Ấn luôn để thể hiện tình cảm rồi. Mặc dù là sếp Tiến đang hỏi. Bạn đã sẵn sàng để có thể bước ra khỏi cái ngành F&B chưa?
để thử thách mình ở một cái lĩnh vực mới không ạ? Thì em có mục tiêu rất là rõ ràng. Em đến đây là làm gì, vì gì. Em đã xác định là em sẽ bước ra khỏi vòng an toàn của em. Em mới có mặt ở đây. Và em thì đã có kinh nghiệm đào tạo và làm việc trong các cái khách sạn 5 sao. Em nghĩ rằng nếu như vào một cái vị trí là phụ trách làm trải nghiệm khách hàng và đào tạo nhân viên về những cái vấn đề là tăng cái dịch vụ cho thời trang thì em có làm tốt không? Nếu em có cơ duyên đến với sếp Nga thì em cần thời gian khoảng 1 đến 2 tuần để em tìm hiểu văn hóa của công ty, cấp trên, cùng cấp và các bạn dưới cấp để em làm sao em biết được mỗi người như thế nào để em sẽ có những cái plan training thích hợp thì mình sẽ phát huy được tối đa nhất cái tiềm năng, cái năng lực của các bạn. Từ đó các bạn làm tốt thì khách hàng sẽ nhận được cái giá trị của khách hàng khi mà khách hàng mua sản phẩm bên mình, và từ đó khách hàng sẽ giới thiệu thêm bạn bè, từ đó cũng sẽ giảm chi phí marketing bằng thông qua marketing miệng truyền miệng từ khách qua khách. Dạ. Cảm ơn em. Em là một người tài hoa, lĩnh vực anh đầu tư vào chủ yếu là sản xuất, nó quá khác biệt so với kiến thức và kỹ năng em có. Thành thử ra anh xin được bấm đèn đỏ. Em cảm ơn sếp Dũng. Nhưng hôm nay thì có vẻ như tài pha chế của sếp Dũng pha chế ra những gia vị, những cái loại nước chấm ngon đã sẵn sàng rồi. Sếp Quyền thì tôi đã thấy là viết hẳn một bản thiết kế rồi, chỉ chờ đổ móng với cả bê tông về thôi. Sếp Nga thì may đo rồi, sếp Tiến thì chắc chắn đã lập trình sẵn rồi. Chúng ta sẽ có 4 đèn xanh. Với 4 đèn xanh này, ứng viên sẽ cùng đến với vòng cuối cùng của Cơ hội cho ai, Who Chance 144. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng cuối cùng. Ở vòng này, các sếp đang định dành cho ứng viên của chúng tôi điều gì? Anh dành cho em cái vị trí phụ trách mảng Horeca. Có vẻ như rất hợp, có vẻ là rất hợp. Thế sếp ơi, sếp nói một chút về lương đi. Không lương nói trước thì... được, vì nói Lưu Nga biết. Lộ, vậy thì có vẻ như các sếp sẽ không nói tiền lương đâu, chỉ nói vị trí thôi. Mời sếp Quyền ạ. Thì anh đề xuất cho em một cái vị trí, đó là trưởng phòng dịch vụ khách hàng bên anh. Em sẽ cùng với anh và ekip của anh để xây dựng cái hành trình trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Chị cũng rất là muốn offer em vào một cái vị trí là phụ trách cái phòng trải nghiệm khách hàng, để nâng cấp cái trải nghiệm khách hàng của Alice lên đẳng cấp 5 sao. Cảm ơn sếp luôn nghe. Tôi thì nghĩ bạn phù hợp với vị trí là, tạm gọi tiếng Anh là gì? Director of Global Sales cho các cái strategic customer. Các sếp của chúng ta cũng đang rất úp mở về phần lương, nhưng về vị trí thì gần như cũng đã rõ ràng. Mời các sếp hãy nhập những con số và gửi về hệ thống của chúng tôi. Kết quả đã có. Bây giờ là lúc chúng tôi xin được mời ứng viên hãy quay trở về đây. Chúng ta sẽ mở mức lương kỳ vọng của ứng viên trước khi đến với những thỏa thuận của các sếp. Hãy cùng xem con số là bao nhiêu. Chắc chắn sẽ không phải là một con số thấp cho một nhân sự cấp cao như thế này. Và mức lương kỳ vọng là 36.800.000 đồng. Số rất đẹp. Vâng. Và 68 là tôi bắt đầu có điềm gì đấy với cả với một sếp rồi đấy. Nhưng mà thôi, chúng ta chưa nói vội. Vấn đề là các sếp sẽ đưa ra thỏa thuận thế nào đây. Bây giờ sẽ là sếp đầu tiên. Vâng, phải nói rằng là rất là xịt sao và gần như là chính xác. Quan trọng là có cả 8 cả 6, bạn thấy không? Đó chính là sếp Nguyễn Thanh Quyền, vị trí trưởng phòng dịch vụ khách hàng, mức lương 38.686.868 đồng. Rất nhiều 68. Bạn thấy chưa? Toàn 3 với 86, có một sự tương đồng rồi đấy. Đấy là người mà tôi muốn nói đấy. Em cảm ơn sếp Quyền ạ. Và bây giờ sẽ là vâng, sếp Lưu Nga, vị trí trưởng phòng trải nghiệm khách hàng, mức lương 40 triệu. Xin được chúc mừng. Cảm ơn sếp Lưu Nga.
Nguyễn Trung Dũng, vị trí trưởng phòng kinh doanh kênh Horoka, 40 triệu. Đều là những mức lương hơn mức lương kỳ vọng. Bạn đã có 3 cơ hội rồi, bây giờ sẽ là sếp Hoàng Nam Tiến. Em xin cảm ơn sếp Dũng. Wow! Chơi lớn, vâng. Vị trí mà sếp Hoàng Nam Tiến dành cho ứng viên đó là Director of Global Sales. Mức lương 50.006.789 đồng. Em xin cảm ơn sếp Tiến. Em xin phép được hỏi các sếp một câu chung như thế này. Thì nếu em có duyên về với một trong bốn sếp, cái địa điểm em làm việc với lại cái thời gian nó sẽ như thế nào ạ? Em sẽ làm việc ở tổng công ty của chị ở Hà Nội. Em sẽ làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, làm thứ 2 đến thứ 6. Và chắc chắn đây là mức lương cơ bản. Em làm tốt thì sẽ có cổ phiếu mà không phải ít. Cổ phiếu, đây là một cái chiêu mà của thắng lợi, nhưng mà sếp Dung đã nhanh tay dùng trước. Thực sự anh cũng không biết là mức nào nó phù hợp với tài năng của em. Anh cũng suy nghĩ và anh đưa ra một con số như vậy thôi. Còn địa điểm làm việc thì em sẽ làm việc ở tòa nhà Thắng Lợi Building của anh, ở 51 Kinh Dương Vương, ở phường 12, quận 6. Thời gian thì đối với vị trí này anh hầu như sẽ cho anh em sự tự do, bởi vì thực sự chúng ta phải có được một cái cảm xúc tốt nhất thì chúng ta mới làm được cái hành trình này. Em sẽ làm việc trước mắt ở Hà Nội. Em sẽ bắt buộc phải trải qua là 2 tháng học về công nghệ. Đến khi đi làm việc chính thức thì 80% thời gian làm việc của em là ở nước ngoài. Bây giờ là lựa chọn của bạn, chỉ có 2 trong số 4 sếp bạn sẽ lựa chọn. Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn 4 sếp đã dành sự ưu ái và yêu thương cho em. Em xin chọn sếp Dũng, sếp Quyền. Sếp Quyền, xin được chúc mừng sếp Quyền và sếp Dũng. Tôi nhắc bạn, ở vòng này bạn có một quyền, đó là quyền thương lượng. Nếu như bạn thấy rằng mức lương vị trí mà các sếp đưa ra chưa tương ứng với bạn, bạn muốn một vị trí khác hoặc bạn muốn một mức lương cao hơn những gì mà bạn đã đặt ở đây ở mức lương kỳ vọng, thì bạn hoàn toàn có thể thương lượng ở kia. Bạn có muốn dùng quyền thương lượng đó không? Có ạ. Vâng, quyền thương lượng bắt đầu. Em cảm ơn sếp Quyền và sếp Dũng đã dành ưu ái cho em. Trong trường hợp mà em có đi công tác, giả sử ở Hà Nội hay là tỉnh đi, thì công ty sẽ có những hỗ trợ gì? Cũng như là các phúc lợi khác có nằm trong cái mức lương này không ạ? Hay là sẽ nằm vào khoản phụ phí trợ cấp? Bên anh thì có đến 18 cái chính sách phúc lợi, thì chắc chắn anh không thể nào kể ra ở đây được. Nhưng mà thường thì thu nhập bên tập đoàn của anh đối với những cái vị trí giống như em thì mỗi năm rơi vào đâu đó khoảng 15 đến 18 tháng lương. Có một cái công việc đó là chúng ta chăm sóc những khách hàng super VIP có một cái số tiền nhàn rỗi rất lớn, thì đó cũng là một trong những cái nơi có thể tạo ra cho em được một cái thu nhập đột biến. Tất cả những chi phí công tác là công ty đều chi trả. Anh nghĩ là em phù hợp với Dead Food, và bên anh ấy hiện nay còn nhỏ nhất trong những công ty ở đây, nhưng bọn anh có cái tham vọng đưa cái gia vị đặc sản Việt Nam ra thế giới, và anh đã làm được điều đó, sang Nhật Bản, sang Hàn Quốc, sang Đài Loan, sang Anh, Pháp, Đức, Hà Lan. Bọn anh chuẩn bị đưa sang Mỹ và Úc. Trước đây cũng có người mua nhưng số lượng ít thôi. Hiện nay bọn anh đã có những hợp đồng để phân phối tại những nước đó. Thưởng hay lương bọn em sẽ tăng lên bao nhiêu phụ thuộc vào bọn em. Bọn em là những người đóng góp cho công ty. Vâng, và bây giờ bạn sẽ phải thương lượng đấy. Bạn muốn một mức lương cao hơn hay một vị trí khác? Riêng đối với sếp Dũng thì nếu được thì em vẫn prefer làm việc ở môi trường quốc tế nhiều hơn. Và em tin chắc rằng nếu em có duyên về với sếp, em phụ trách kênh quốc tế nói tiếng Trung như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, em sẽ làm cực tốt. Em xin hết ạ. Vâng, như vậy là mức lương thì không điều chỉnh, nhưng vị trí thì điều chỉnh, quyền hành nhiều hơn. Bởi vì thị trường của bạn rộng hơn, lúc đó sản lượng
chắc chắn sẽ cao hơn, dẫn tới hoa hồng phần trăm lương thưởng chắc chắn ở đó mà cũng sẽ cao hơn rất nhiều, cổ phiếu nữa chứ. Wow, bạn thật là có tầm nhìn. Nếu em có duyên về với sếp Quyền, ngoài cái việc mà đào tạo cũng như là chăm sóc khách VIP, thì nếu em có đề nghị những sản phẩm của tập đoàn Thắng Lợi, em có được phép bán hay không? Và thị trường em nắm, em quản lý là sẽ là miền Nam thôi hay là như thế nào? Và nếu cái chức vụ của em được up lên thì sếp sẽ offer em như thế nào? Benefit, em xin nói ạ. Cái công việc của em anh đề nghị thì đó là chỉ là khởi đầu thôi, bởi vì nó kế thừa những cái điều mà em đang có sẵn. Nếu mà em vượt qua được cái đó thì chúng ta có thể bướng lên một cái tầng cao hơn. Ngoài cái việc mà chúng ta bán những cái sản phẩm về bất động sản thì chúng ta còn bán những cái sản phẩm về công nghệ, chúng ta còn bán vốn nữa. Nên anh nói là nó có một khoản thu nhập nó đột phá để có thể em có thể bùng phát được để cái thu nhập của mình. Và bây giờ sẽ là quyết định cuối cùng. Xin chào anh Sếp Dũng. Vâng, Sếp Dũng được lựa chọn, xin được chúc mừng. Một nhân sự cực kỳ chất lượng và hơn hết là một nhân sự mà Sếp Dũng đang rất cần thưa quý vị. Và nghi thức và tất cả chúng tôi đều chờ đợi trong mỗi chương trình Cơ hội cho Hai. Đó là nghi thức ký kết thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ứng viên người lao động. Xin mời. Xin được chúc mừng, thỏa thuận đã được ký kết. Sếp Dũng đã có một nhân sự rất chất lượng cho doanh nghiệp của mình và hơn hết cho một chặng đường mới, cho một thị trường mới. Đó là tuyệt vời. Hy vọng rằng sự kết hợp này của DH Food cùng với ứng viên sẽ mang lại nhiều thành công trong tương lai. Chúng tôi tất cả đều mong như vậy. Quý vị khán giả cũng mong như vậy. Và chúng tôi nói lời cảm ơn với các quý vị đã luôn luôn yêu mến chương trình của chúng tôi. Và hãy nhớ chúng tôi quay trở lại vào trưa thứ bảy tuần sau, 12 giờ trưa trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Điểm mạnh của em đôi khi em quá là tự tin. Điểm mạnh của bạn chính là điểm yếu của bạn. Và điểm yếu đồng thời mình có thể sửa chữa vào những thời gian khác. Cái điểm yếu không thể nào sửa chữa được. Sếp có nhất thiết phải giỏi hơn nhân viên như anh thấy chưa thấy trong câu trả lời của em. Yeah. Là mình có hay không. Sếp không nhất thiết giỏi hơn nhân viên, nhưng nhân viên thì nhất thiết phải rất giỏi. Dạ đúng chính và xác. Và càng giỏi thì càng tốt. Em rất cô đơn. Tự tìm cho mình cái con đường để bước ra khỏi nó. Nếu mà người sếp mà không thông minh để làm nhân viên cho mình.